hôm nay trông chờ thủ đô các bạn ha. Thằng bánh xèo đã không? Đó, xoay một vòng qua bên đây có bánh khọt. Kế bên có bánh của bách quà, có hai người khách tây đang đợi làm. Khai bán rồi, quý vị của chú anh chị ghé qua đây. Vậy là cái gốc này chế bán được bao lâu rồi? 5 năm mà. Như vậy là cái vị ngày xưa làm sao chứ nhớ hả? Nhớ được cái vị ngày xưa của Phòng Trà Sữa Bọt hả? Đó. Lắc lắc lắc. Mua trà là uống thử rất là nhiều lần. Tự mình nấu ra. Nhưng mà về cái lắc là đủ biết cái mùi rồi đó. Đúng ra là nghe toàn cái mùi tắc không, chứ mùi trà không phức. Giáng sinh nè. Giáng sinh đến rồi, Giáng sinh đến rồi. Các bạn, hiện tại là khoảng 7 giờ 15 phút tối ngày 8 tháng 11 2023, đây chợ thủ đô quận 5 ha. Lâu lâu quay trở lại đây. Tối hôm nay chúng ta đến đây ăn bánh xèo bánh khọt Phùng Hưng. Chỗ này có hai người bạn thích lần, bạn Phát và bạn Nam Nguyễn. Ngoài bánh khọt bánh xèo còn bán thêm bánh cuốn. Có khách tây đến đây. Anh tay đứng luôn rồi, ok. Đi vô được mình quá. Đấy. Rồi, bánh xèo, bánh khọt. Cái bánh xèo nhiêu tiền vậy em gái? 50 ha, còn bánh khọt một phần 50 luôn ha, rồi. Một phần bánh xèo, một phần bánh khọt. Cái bánh xèo này có trứng rồi, có 4 con tôm. Rồi, chỉ có làm tự nhiên thôi. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị gái? 3 giờ tới 9 giờ. 3 giờ chiều, 9 giờ tối. Dạ. À, một phần bánh xèo, một phần bánh khọt. Rồi, ok, rồi làm luôn nha. Tới rồi chị. Xíu đi cho nó nóng xíu. Dạ. Cho nó nóng chảo xíu. Mùng 1 với ngày rằm mình chuẩn bán nha. Dạ, nghỉ à? Nghỉ hả? Dạ đúng rồi. Tết năm nay chị bán tới ngày nào chị hả? À, bán tới 29 luôn. Bán tới 29 Tết, sau dạ, đó mùng mấy chị khai trương lại? Dạ, mùng 4 khai trương lại. Bốn khai trương em cũng đông lắm, ngày mấy ngày đó du lịch lại nhiều lắm. Có được khách tây không? Cái bánh xèo đó của anh hay là của ai? Không, của du lịch rồi. À, okay. Của bánh xèo đó lát cái của anh cho ít dầu thôi nha. Dạ rồi, ok. Ít dầu thôi. Cái này có nước cốt dừa trong đây không chị? Dạ có, lát nữa chan lên ạ. À. Chan lên mới đẹp. À, dạ. Cái này ở trong đây nó đã có rồi mà ít rồi. Dạ. Chút xíu nữa mà nay ăn thì mình mới chan lên thôi. Ồ, cái này có thêm trứng nữa. Đó, cái đó là trứng. Cái phần kia là nhân thịt với nấm rồi em gái hả? Không, cái đó là thịt nhân thịt mà người ta đòi ăn thịt nhân này chứ không phải là thịt kia. À, thịt vậy quê hả? Của em bình thường là ba rọi. À, vậy hả? Hèn gì? Người ta đòi đặc biệt. À, hèn gì?
có nghĩa là khác chứ. Khác đúng không? Một lát làm cái kia là trí chủ. Dạ đúng rồi. Khác rồi. 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 Đợi xong rồi. Xong rồi mình sẽ đã qua cái bánh cuốn nha. Này. Bánh cuốn. Cuốn. After that we cook it up. And then food to go. Yeah, she wait for it. She is starving. Oh, she, see she used her hand. We don't eat it. Okay, now I'm gonna try. Okay, again now. Yeah. Chế một phần bánh cuốn nhiều chứ? Một phần bánh cuốn hả? Dạ. Một phần bánh cuốn là tùy người ta nhân nhiều á. Cái phần là bình thường bao nhiêu tiền? Bình thường là 38 ngàn. 38 ngàn. Còn ít nhân thì 25 ngàn, 30 ngàn. Một chế người Việt hả? Người Lai Hoa. Lai Hoa. Rồi, để em ăn xong cái bánh xèo với bánh khỏi, em qua em lá luôn cái bánh cuốn nha. Được rồi, giờ nó đủ luôn. Bánh Bách Hoa. Dạ, bánh của Bách Hoa hả? Dạ. Để em xong cái bánh cuốn với bánh xèo đó nha, rồi em ăn. Rồi đợi chút xíu nữa. Như vậy là ban đầu là chị sẽ cho nó đầy dầu. Sau đó là chị sẽ cho nó ráo dầu lại. Vậy để cho nó giòn đúng không chị? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó giòn bên ngoài, nó giòn bên giòn nguyên cái luôn anh. Nguyên cái luôn hả? Bảo đảm nó giòn. Dạ. Cái này công phu ha. Dạ đúng rồi, nó đây. Hơi lâu xíu á. Đã chiên hai lửa mới được nha. Dạ. Hai lửa nha. Chiên hai lửa. Có rồi. Một số nơi họ làm cái bánh khọt họ làm hơi ẩu á, nó cứng. Em rồi gấp lại cho anh. Cái món này là phải từ từ. Gấp thì từ từ thôi. Đó. À, ok, rồi cảm ơn nhiều. Ok rồi, đem ra ngoài ăn. Rồi cho lên gỗ thôi. Em ra em ăn cứ cái bánh xèo ha. Dạ rồi, dạ dạ rồi, cái nào có thì em kêu anh ha. Để vậy em mua nó nguội không. Ok, đang xong cái bánh xèo để làm tiếp cái bánh ngọt nha. Chúc mừng các bạn ha, đầu tiên chúng ta có cái bánh xèo. Ở đây sẽ có rau thơm. Thì chúng ta quan sát sẽ có cái diếp cá. Có lá tía tô, có xà lách, có rau quế. Rồi chúng ta di chuyển qua phần nước mắm. Một chén cay. Ok ok. Đợi chút xíu chị. Rồi, cái này không có cây. Đó chú thì nó rắm. Chỉ kêu mình qua mình quay cái bánh khọt. Đợi chút xíu các bạn nha. Ở đây ánh sáng hơi yếu do nó bị tối. Rồi. Mình ăn trước đi mình. Em đá trước rồi. Ok. Đây là 6 cái bánh khọt các bạn ha. Sẽ chan nước dừa lên. Ở đây là chỉ để gáo dầu rồi nè. Các bạn quan sát nha. Cái bánh khọt có cái bề dày. Khá là dày. Ở đây sẽ có 3 con tôm. Tôm này lột vỏ rồi. Và đây là loại nhân thứ hai, chắc là thịt với nấm các bạn. Đây chúng ta sẽ chan cái phần nước cốt dừa lên. Dĩa này có giá 50 ngàn đồng á. Chị chủ ở đây rất là thân thiện nhé. Và rất biết cách làm du lịch các bạn. Đó là lý do tại sao mình thấy là có cái chương trình gọi là ẩm thực đường phố á. Rồi công ty tour họ đưa đến. Rồi chúng ta quan sát nè, cái dĩa bánh khọt. Đầu tiên chúng ta sẽ ăn cái bánh khọt có cái phần tôm nha. Kế bên đây là phần bánh xèo. Nước mắm. Cái phần bánh khọt này ăn rất ngon các bạn. Cắn vô một cái nó giòn bên ngoài và nó xốp bên trong. Không có bị gọi là dầu mỡ á. Giờ chỉ để ráo dầu rồi. Có cái độ béo từ phần nước cốt dừa và phần tôm tươi các bạn. Phần bánh khọt này rất đáng để ăn nha. Và cái phần nước mắm thực sự rất rất ngon luôn. Rất hợp ăn bánh xèo và bánh khọt đúng chuẩn các bạn. Mặn ngọt vừa phải. Cái này phải ăn mới cảm nhận được. Nói chung là đúng cái loại nước mắm dành cho ăn bánh xèo bánh khọt ở miền Nam á. Và có cái phần độ chua ớt cay. Đây các bạn quan sát cái phần bánh xèo nha. Bánh xèo thì nó hơi dầu chút xíu. Mình nghĩ là nếu họ
tiết chế cái phần dầu mỡ lại nó sẽ ngon hơn. Nguyên liệu bên trong thì mình thấy là cái phần thịt cắn vòng cái thơm miệng các bạn, không có bị khô nha. Cái phần tôm ở đây hơi tiếc chút xíu là họ không có lột vỏ. Hiển nhiên là đại đa số bánh xèo là họ để luôn cái phần vỏ tôm, nhưng mà bản thân mình hơi lười, mình thích họ làm sẵn luôn, ăn như một cái thôi khỏi sạm miệng. Bây giờ ở Sài Gòn mà tìm cái phần bánh xèo bánh khọt mà nướng bằng than thì hơi khó đó, nhưng mà dù sao thì đây là một chỗ ăn bánh xèo bánh khọt ngon á, mình thích các bạn. Mình sẽ nói với chị chủ là giảm bớt đi chút xíu phần dầu mỡ cho cái phần bánh xèo. Thêm phần bánh cuốn nữa. Này gọi bánh cuốn gì chứ? Bánh cuốn bánh hoa. Dạ. Bánh cuốn hải sản còn có. Bánh cuốn bách hoa. Bánh cuốn bách hoa. Bye bye. Cái phần này 38 ha. 40 ngàn hả? Có tôm. Có 10 ngàn một đầu một cuốn hả? Dạ. Ở đây ngoài tôm ra mấy cái phần kia là cái gì ạ? Cái này cá hồi, cái này là cua. Cá hồi với cua. Với sò đẹp. Sò đẹp. Rồi. Thịt ít chung vậy. Còn phần cứ là 10 ngàn. Dạ rồi. Một cuốn là 10 ngàn. Rồi vô luôn. Rồi, tới luôn. Đồng quá. Ăn thử không? Dạ, ăn luôn. Phần bánh cuốn bách hoa 40 ngàn, cộng thêm 2 miếng chả 10 ngàn là 50 ngàn đồng các bạn ha. Bên trên có cải, các bạn thử đi mình thôi. Chả nè. Đấy, như nãy cô nói là sẽ có phần có tôm, rồi có phần có sò điệp, có phần sẽ có thêm phần thịt cua. Tôm nè. Rồi, ok, được rồi. Lấy cái chén nước tương qua được không? Có cái máy xuống đi. Anh nhìn nước tương nha. Chúng ta nhìn nước tương. Ăn thôi. Liền liền đi. Rồi, mình ăn một phần bánh cuốn các bạn ha. Nói chung là bánh cuốn cũng ngon. Ở đây cái phần thơm tươi, cái phần cua cũng có vị thơm. Sò điệp sao ta? Cái nhân chỉ là sò điệp luộc lên rồi bắt ra thôi. Ừ. Không có gia vị gì đúng không? Thành ra nó rất là bạc. Ừ. Thịt sò điệp họ rửa sạch, không có vị cát. Dạ. Yeah. Cái phần cua cái vị nó mặn mặn, bên trong có cái phần nhân có cái chút xíu thịt đó, thì nó cũng mặn mặn chút xíu, có vị tiêu cay cay. Nói chung là phần bánh cuốn này ăn được các bạn, nhưng mà không xuất sắc nha, ăn được thôi. Có cái phần nước tương này hơi lạ xíu, nó sẽ thiên về cái vị đậm đà, có vị ngọt, à hay ngọt, nó đậm đà mà thiên về vị ngọt á. Cuối cùng như mình thích lại đẩy qua cái phần nước mắm. Nói chung là đến đây hãy ăn bánh xèo bánh khọt, chả ăn được các bạn, cũng ngon mà thơm đấy. Em mà thích cái chả không? Mà nói chung là cái gì bánh cuốn nào đấy mình không đặc biệt, không có đặc biệt. So cái phần bánh xèo ở đây với lại cái phần bánh xèo Ngọc Sơn thì mình thích bên đây hơn các bạn. Giá nó mềm hơn, ăn cái phần nước mắm nó cũng ngon hơn, đã hơn. Chỉ còn cái là cái không gian ở đây nó hơi chật. Mình đang ngồi phía sau là nguyên một cái đèn, nó nóng thấy bà chồng hơi tối, hơi nóng, hơi nóng, không gian chợ nó vậy á đó. Nó chỉ có được mấy cái bàn này, 1, 2, 3, 4, 5 cái bàn, 6 cái bàn các bạn, cho rồi đặt bếp ngoài luôn. Xét về mặt vệ sinh thì nói là sao ta, vệ sinh chợ đôi khi có mấy con chó đi ngoài đường. À, môi trường ở chợ Việt Nam nó vậy. Thôi ăn hết thôi.
16 xuyệt 12 sớm Đức đó, quận 11. Bạn Nam Nguyễn giới thiệu qua đây. Rồi hồng trà suối bọt. Ở trái cái hồng trà suối bọt này giống như mấy chục năm gì chứ không? Giống vậy luôn hả? Đúng rồi. Wow. Nhớ cái hàng Hải Nguyên hồi xưa đi học là uống hồng trà không đó. Rồi vô một ly hồng trà suối bọt với lại một cái chanh muối với soda. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ chứ hả? Buổi sáng 7 giờ bán đến 11 giờ. Dạ. Còn buổi chiều là 6 giờ bán đến 9 giờ. Ờ 6 giờ đến 9 giờ hả? Cái chanh muối ở nhà mình tự làm luôn hả? Tự làm luôn ha. Rồi bây giờ ở chế biểu diễn hồng trà suối bọt như ngày xưa nè, lắc nè. Hồi xưa nó có cái bằng nó inox thôi chứ hả? Đúng rồi. Ờ xưa nó lắc trời ơi, lắc tưng bừng luôn. Vô đậm đà đi. Rồi không sao đâu, mua lớn luôn. Ai sẽ bán đi lớn 16 ngàn hả? Dạ. Ủa đi nhỏ 8 ngàn hả? Thôi lỡ đây, mua đi lớn đi. Tự thụ luôn. Tết này chế bán tới ngày nào? Ngày nào cũng bán. Ngày nào cũng bán. Tết hả? Tết nghỉ mùng 1 thôi. Tết nghỉ mùng 1. 30 bán, mùng 2 bán rồi. Quý vị, cô chú anh chị ghé qua đây. Vậy là cái gốc này chế bán được bao lâu rồi? 5 năm mà. Như vậy là cái vị ngày xưa làm sao cháu nhớ hả? Nhớ được cái vị ngày xưa của hồng trà suối bọt hả? Đó. Lắc lắc lắc. Mua trà giống như là uống thử rất là nhiều lần. Nhưng mà về cái lắc là đủ biết cái mùi rồi đó. Đúng ra là nghe còn cái mùi tắc không? Cái mùi trà không phức luôn. Ôi đã chưa? Cho uống miếng đi. Mình uống thử miếng rồi mình review thực tế luôn nha. Mình nhớ rồi, em có nhớ hồng trà suối bọt không? Thế hệ bị 7x8x thì chắc là nhớ rất nhiều. 9x dạ. 9x thì chắc là không nhớ lắm mà đá thử coi, đá thử coi. Đá thử coi coi, mình nghe cái mùi thơm đó các bạn. Rồi, chắc đậm lắm ha. Thơm nha. Thơm. Thơm mà 16 ngàn đó không? Đúng rồi. Mình không phải nói chứ cái gu mình gu cũ các bạn, mình không thích cái mấy thằng bán trà sữa. Không phải bài trà sữa mà là thích hồng trà sữa bọt hơn. Có lẽ là tuổi thơ gắn liền với mấy móc này. Rồi cái rồi nghe cái mùi mở ra luôn. Soda chứ ha, không sử dụng 7up ha. Trái luôn hả? Không, tắt ra chứ hả? Lắc lắc lắc. Mình là chịu cho nắng đúng không? Chịu cho nắng mà. Ở đây tính gần người tiệm mình nhiều. Nếu mình dùng chanh muối vậy là ho chắc đã lắm. Uống đã. Đúng rồi. Ok. Không biết luôn á. Ok, cảm ơn em nhiều ha. Thơm quá. Vậy mà không chịu chỉ. Cái nào ngon ngon chỉ vô. quay chè của em này mấy năm trước rồi mới quay lại nè. Bán cái này dùng cái gì? Bán gì? Uống soda hoặc là uống trà. Dạ. Hoặc là uống sinh gì? Vô uống. Đường nước. Rồi. Em ghé uống soda thử. Em thích cái đường. Cái trà nó đã lắm không? Bây giờ em thấy cái hộp blueberry nè. Ok. Để bữa nào uống soda bị bước thử. Hồi đó em cũng xài hộp này nha. Yeah. Cái chai này nè. Yeah. Em cũng dùng chai này. Rồi. Dạ, Nam Phương tới. Hả? Nam Phương tới hả? Ừ. Oh. À, từ xa xa nha, có cái khẩu trang. Ok. Vô. Đậu vô. Còn uống tới độ mà ai chết đây nhớ tên luôn á. Khách ruột ha. Uống sáng uống chiều luôn hả? Cái này là nói thì mình hỏi là cái nước miệng như nào. Ok. Rồi thử rồi đi. Thì mình đã uống cái phần hồng trà suối bọt và cái phần chanh muối soda. Đầu tiên là cái phần hồng trà suối bọt các bạn nha, vị nó đậm đà, đúng là giống như cái vị ngày xa xưa nào đó. Như vậy là trên đường Sớm Đức chúng ta sẽ có hai nơi bán cái phần hồng trà này. Một cái là ly 10.000 mà mình đã quay vào buổi sáng, thì cái ly nó sẽ nhỏ chút xíu. Và đây là cái nơi thứ hai. Và cái điều lạ chính là cái phần này các bạn, thực sự rất là ngon nha. Nó sẽ có cái độ mặn mặn của cái phần chanh muối, độ thơm của chanh muối.
cái soda và cái đường nó hòa quyện nhau, uống rất là đã, rất là cái soda nó làm nó kèm cái vị mặn của chất muối xuống, đúng rồi, và cái vị chua cũng là nhạt bớt đi, nhưng mà nó không phải là làm mất đi mà nó làm trung hòa quyện vô á, nó trung hòa ra rất là dễ uống mà cái cái soda nó cũng cái phần ga nó cũng bớt đi, thành ra uống đã, em thấy uống nó rất là lạ. Các bạn nên thử cái phần soda trên muối này nha. Rồi, cảm ơn bạn Nam Nguyễn giới thiệu. Cái trung hoàng, quên nữa. Hả? Một điều nữa là uống là phải lắc lạnh luôn, uống mới ngon nha. Đúng rồi. Phải thiệt lạnh uống mới ngon. Chứ mà nó, hồi nãy lúc mà em hút mà không có đá ở dưới á. Dạ. Nó hơi kỳ xíu. Dạ. Còn lúc lạnh uống đã lắm. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp. Tối hôm nay tới giờ này trời vẫn còn nóng các bạn nha, mặc dù là đã có gió rồi. Đang quay mình.